cửa hàng đồ cũ châu Âu Mr. Tâm xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ tủ đứng đến từ một thương hiệu cũng được khá là nhiều người biết đến, đặc biệt rất nổi tiếng. Mà em chắc hẳn các bác cũng đã biết thương hiệu này là thương hiệu Silai. Và đặc biệt thì trên chiếc đồng hồ này là dòng chữ thương hiệu sẽ thêm một chữ là Chain by Silai. Các bác có thể tìm hiểu thêm về lịch sử của dòng chữ thương hiệu Chain by Silai này ở trên Google để mình biết thêm về thông tin lịch sử của chiếc đồng hồ này. Và chiếc đồng hồ Chain by Silai ngày hôm nay em giới thiệu với các bác được sản xuất năm 1980, made in USA tại Mỹ. Với kích thước tổng thể với chiều cao là 2m06, bề ngang là 61cm, bề dày là 36cm. Về máy móc thì chiếc đồng hồ do máy chính hãng Okino Kenninger là bộ máy 3 đồng xu, vách dày, cực bền, sổ 12 gông, 12 búa, 3 bài nhạc. Này các bác, bác có thể để ý được thì đây, phần vách máy này rất là dày các bác. Đây, còn là máy 3 đồng xu nha các bác, bộ máy rất bền. Và đặc biệt thì trên bộ máy này cũng được nhà kiểm diện Azica đóng mộc Azica. Đây, phía bên đây các bác, em sẽ mở cái phần cửa sổ ra cho bác xem. Đây các bác, dấu thương hiệu Azica. Và phía bên kia là Okino Kenninger. Đây, ba cổ máy rất bền, 12 gông, 12 búa, vách dày. Và về phần ngoại thất của chiếc đồng hồ Chain by Silai này, đây các bác. Và thật sự mà nói thì đây là một chiếc đồng hồ sở hữu phần ngoại thất có thể nói là sang trọng, độc đáo, đặc biệt mang tính chất nghệ thuật rất cao. Đây các bác, đặc điểm nghệ thuật trên chiếc đồng hồ này là phần gỗ với những đường nét vân gỗ. Đây là vân gỗ thật nha các bác, ẩn nổi, tạo chiếc đồng hồ được một cái sự sang trọng nổi bật nếu các bác trưng bày vào trong không gian nhà mình. Ở đây các bác, đây phần mão, đây nhìn nó sẽ khá là giống với những chiếc sừng trâu. Đây các bác, em sẽ bay. Đây một chiếc sừng trâu các bác, đây sừng trâu. Và ở đây, đây số một phần kiểu dáng rất là đặc biệt, đây khá là giống những chiếc sừng trâu nhưng sẽ dính liền với nhau, được nói bằng một cái hoa văn chi tiết mỏ sò. Đây các bạn, đây có thể nói là phần kiểu dáng này khá là độc đáo và có thể nói là lần đầu tiên em bắt gặp được một chiếc đồng hồ đẹp tới như vậy. Và phía dưới phần sừng trâu này là một trong những hoa văn đây được điêu khắc luôn nha các bác. Đây được điêu khắc ngay trên bề mặt gỗ dày như thế này. Đây các bác, đây phần gỗ dày của nó, phần hoa văn điêu khắc ở đây, đây được tạo hình khá là đẹp, đây rất là chi tiết luôn. Đây, để tạo điểm nhấn cho hoa văn này thì nhà sản xuất đã làm cho phần rãnh này khuyết sâu xuống dưới để được tạo hình điêu khắc. Đây. Và đây là những hoa văn được điêu khắc thủ công. Và nhiều các bác hỏi em là tại sao để biết được những hoa văn này được đục đẽo thủ công bằng tay. Đây các bác, em sẽ bật mí cho các bác. Đây, những cái đường nét đục đẽo đây, nó sẽ có những cái vết này. Đây, tại vì được thủ công mà các bác đục bằng thủ công nên những cái đường nét này nó sẽ không đồng đều, nó không đồng bộ với nhau. Một vài điểm nhỏ thôi để các bác để ý được. Đây, rất là nghệ thuật các bác. Đây, nó rảnh đường điêu khắc của nó. Một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc thủ công bằng tay này rất giá trị. Và nếu các bác mua những chiếc đồng hồ với những phần nghệ thuật như thế này rất giá trị, bác rất đặc biệt. Và đặc biệt thì ở phần giữa của hai điểm hoa văn này, đây là một phần được cẩn gỗ nung trên bờ gỗ nổi, phần rãnh bên hông này cũng được khắc sâu ở bên trong, đây, rất cầu kỳ. Đây, các bác hãy để ý được phần đầu của nó, đây, rất độc đáo các bác. Đúng là một chiếc đồng hồ đẳng cấp đến thương hiệu Chain by Silai. Và xuống đến phần thân của chiếc đồng hồ này, đây được trang bị là hai thước cột đối xứng và đây là hai thước cột vuông đối xứng được tạo rãnh bên trong
đây được tạo ba rãnh, đây chạy dọc xuống dưới, đây chạy dọc xuống phía dưới, và phía dưới này, đây các bác, phía dưới thức cột này cũng được trang bị những hoa văn, đây cũng được đục đẽo thủ công bằng tay, đối xứng ở hai bên, đây các bác rất đẹp. Đây, để cảm nhận được những hoa văn này thì em sẽ sờ tay vào để cảm nhận được nó. Đây, rất là mượt các bác, được sản xuất năm 1980 đến tận ngày nay. Nguyên phần ngoại thất của những chiếc đồng hồ như thế này được giữ nguyên. Đây, rất đẹp các bác. Đây, đây được đục đẽo và tạo hình. Đây, phần này sẽ bầu ra, rất đặc biệt. Và phần chân được thiết kế tam cấp cao, phù hợp với chiếc đồng hồ và mang đậm nét cổ điển. Đây các bác, ở phía dưới đây, đây phần rãnh được tạo hình để điểm họa cho phần chân này, và phía dưới phần chân này, đây cũng có những cái hoa văn đục đẽo bằng tay, nó sẽ tương đồng với phần đầu. Đây các bác, rất đẹp. Sẽ quay phần ngoại thất chi tiết một lần nữa. Rất đẹp các bác, ở cả hai bên. Và ở phần mặt kính để thấy được tạ và quả lắc của chiếc đồng hồ này. Đây các bác, là phần kính được mài giác cạnh. Rất giá trị khi mà các nhìn vào. Ở phần quả lắc, rất đẹp. Phần kính này sẽ tạo hưởng cho phần quả lắc cực chuyển động trái sang phải, sẽ có một cái điểm nhấn trên phần kính này, rất đẹp. Và chiếc chìa khóa của chiếc đồng hồ này cũng được trang bị là phần chìa khóa với dòng chữ chữ S, là chữ cái đầu tiên của thương hiệu S-Line. Đây, sẽ mở cửa ra vào phần nội thất bên trong của chiếc đồng hồ này các bác. Đầu tiên là ở phần cửa của chiếc đồng hồ này. Đây, phần cửa rất là dày các bác, và dòng chữ thương hiệu trên by Slide với mã số model ở đây. Đây, nó sẽ khác với những chiếc đồng hồ khác là ở đây nó sẽ đề là style chứ không phải là model. Đây, rất hay các bác. Và đầu tiên thì đến phần mặt số của chiếc đồng hồ này. Mặt số rất là sáng các bác. Đây, được trang bị phần mặt số khá là sang trọng, khi được trang bị là 12 chữ số học trò, là chữ số nổi được mạ vàng trên nền vàng mờ này, những hoa văn chi tiết xen kẽ khá là cầu kỳ. Ở bên đây là cần gạt công tắc chuyển nhạc, ba bài nhạc và chế độ silent. Và phía bên đây là chế độ silent và chế độ checker, chế độ tắt nhạc điểm chuông. Ở phần lồng giữa của chiếc đồng hồ này được trang bị những hoa văn chi tiết độc đáo, những hoa văn chi tiết nổi đã các bác. Các bác sờ tay vào, những hoa văn này nó sẽ nổi lên. Đây, dòng chữ thương hiệu S-Line sẽ nằm trên phần lồng giữa này, rất đẹp các bác, và được khắc ở đây luôn các bác. Đây, được khắc chim. Ở đây được trang bị phần kim rúng, gọi là kim dây, chỉ xuất hiện cho những chiếc đồng hồ cao cấp. Ở bốn góc của phần mã số này được trang bị những hoa văn chạm chỗ, những hoa văn nổi các bác. Đây, đậm chất cổ điển các bác. Và phía trên đây là phần mặt số chân sao, là phần mặt số chân sao, những chữ số từ 1 đến 29 hiển thị ngày trong tháng. Đặc biệt thì trên mặt số này còn được những họa, bức họa rất là đẹp. Này, hai bức họa các bác. Con thuyền và cối xay, được độc đáo. Tạ, ba chiếc tạ của chiếc đồng hồ này, này các bác, rất là đẹp. Và trên ba chiếc tạ này cũng có xuất hiện những vết thời gian nhưng không đáng kể. Này, và cửa hàng của em sẽ giữ nguyên những vết thời gian này để đảm bảo được giá trị nguyên bản cũng như giá trị thời gian những chiếc đồng hồ. Phần quả lắc đàn của chiếc đồng hồ các bác rất đẹp. Đây,
Và bây giờ em sẽ cho các bác nghe tiếng chuông, đồng thời em sẽ quay trực tiếp vào phần máy để bác xem được búa gõ vào gong tạo âm thanh. Âm thanh chiếc đồng hồ trên Baseline này rất hay, to, rõ. Đây, và phần âm thanh của chiếc đồng hồ S-Line được xem là đứng đầu những chiếc đồng hồ tủ đứng. Và chiếc đồng hồ tủ đứng trên Baseline được sản xuất năm 1980, Made in USA. Sổ phần máy móc là máy 3 đồng xu, vách dày. Đây, phần âm thanh cực kỳ hay. Ở cửa hàng của em đang được bán mức giá là 36 triệu. Với mức giá 36 triệu này thì ở cửa hàng chúng em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác, đồng thời bảo hành 2 năm về máy móc tại cửa hàng. Và các bác nào quan tâm và muốn sổ ngay chiếc đồng hồ này thì hãy liên hệ ngay với em đến số hotline 0909255303 hoặc 0909255303, hoặc các bác đến địa chỉ ngay em ở số 280C Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8 để xem chi tiết chiếc đồng hồ này. Và cảm ơn các bác đã xem video, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh để một kênh phát triển và để làm thêm nhiều những video các bác xem. Cảm ơn các bác.